Một buổi sáng, một vị vua vĩ đại tên là Prasenjita đến chỗ Đức Phật. Một tay ông ta cầm một bông hoa sen đẹp đẽ, còn tay kia mang một viên kim cương quý giá. Ông ta đến bởi vì vợ ông ta cứ khăng khăng. Trong khi Đức Phật đang ở đây thì bệ hạ lại phí thời gian với những tên ngốc, nói những điều không cần thiết. Prasenjita không có khuynh hướng đó, nhưng vì vợ nai nỉ nên ông ta nói, thôi cũng đáng để ít nhất một lần ta tới xem người này là kiểu người như thế nào. Nhưng ông ta là người có bản ngã to lớn, cho nên ông ta lấy viên kim cương quý giá nhất từ kho báu của mình để làm quà cho Đức Phật. Ông ta không muốn đến đó như một người bình thường, ai cũng phải biết. Trên thực tế, ông ta muốn mọi người đều biết, ai vĩ đại hơn, Đức Phật hay Prasenjita. Viên kim cương đó quý giá đến nỗi nhiều trận đánh, nhiều cuộc chiến đã xảy ra vì nó. Vợ ông ta cười và nói, bệ hạ tuyệt đối không nhận thức được về con người mà thiếp đang dẫn người đi gặp đâu. Bệ hạ đem theo một bông hoa thì tốt hơn là một hòn đá để tặng ngài ấy. Ông ta không thể hiểu nổi, nhưng ông ta nói, cũng chẳng mất gì, ta có thể đem cả hai thứ để xem. Khi tới đó, ông ta dâng lên viên kim cương bằng một tay và Đức Phật đơn giản nói, bỏ nó xuống. Ông ta nghĩ có lẽ vợ mình đúng. Trên tay còn lại của ông ta mang theo một bông hoa sen và ông ta thử dâng bông hoa sen thì Đức Phật nói, bỏ nó xuống. Ông ta cũng bỏ nó xuống luôn và trở nên hơi sợ hãi. Người này dường như mất trí rồi, nhưng 10.000 đệ tử đang ở đây và Prasenjita đứng đó nghĩ rằng những người này hẳn tin rằng ông ta ngốc nghếch lắm. Và Đức Phật nói lần thứ ba, ông không nghe ta nói sao? Bỏ nó xuống. Prasenjita nghĩ, ông ta thực sự đi quá xa rồi, mình đã bỏ viên kim cương rồi, mình đã bỏ bông hoa sen rồi, bây giờ mình chẳng có gì cả. Và đúng lúc đó, Xá Lợi Phất, một đệ tử già của Đức Phật, bắt đầu cười. Tiếng cười của ông khiến Prasenjita quay lại phía ông và hỏi, sao ông lại cười? Ông ấy nói, bệ hạ không hiểu cách diễn đạt này rồi, thầy không nói hãy bỏ viên kim cương xuống, thầy không nói hãy bỏ bông hoa sen xuống, thầy đang nói hãy vứt bỏ chính ngài, vứt bỏ bản ngã. Ngài có thể có viên kim cương và bông sen, nhưng hãy vứt bỏ bản ngã đi, đừng hối tiếc.